Xin chào các bạn học sinh, cô tên là Trà My. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi sửa đề khảo sát chất lượng đầu năm, đề số 1. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần 1, phần trắc nghiệm. Vân tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với câu 1. Số chẵn liền trước của số 100.000 là câu A 1.000. Câu này là sai bởi vì nó chỉ có 4 chữ số thôi. Câu B, 99.999. Ở đây số 9 là số lẻ mà ở đây người ta yêu cầu là số chẵn liền trước. Vậy thì câu này chúng ta sẽ không chọn. Câu C, 99.998. À, câu này là đúng rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ chọn câu này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử xét thử câu D nhé. Ở đây là 9.999. Ở đây cũng chỉ có 4 chữ số thôi cho nên chúng ta không chọn. Đáp án đúng nhất cho câu 1 đó chính là đáp án A. Rồi, câu 2. 5m, 6 dm, gấp 7 dm số lần là 5 mét chúng ta đổi sang decimet, chúng ta sẽ được 50 decimet. 50 cộng 6 bằng 56. 56 chia cho 7 thì sẽ được 8. Vậy ở đây Phương ý trả lời đúng nhất đó chính là câu B, 8 lần. Rồi, các con theo kịp chưa nè? Câu 3, giá trị biểu thức 2.368 trừ 123 nhân 2 là bất kỳ một phép tính nào thì các con đều cũng phải đặt tính rồi tính ra vở nhát cho cô nhé các con. Trong biểu thức này thì chúng ta có dấu trừ và dấu nhân. Như chúng ta đã được học thì khi mà tính toán một bài toán thì chúng ta phải ưu tiên cho nhân chia trước cộng trừ sau. Vậy ở đây chúng ta sẽ ưu tiên cho dấu nhân trước, chúng ta sẽ lấy 123 nhân 2 bằng 123 nhân 2 được 246. Vậy 2.368 trừ 246 thì đáp án của chúng ta được đó là 2.122. Vậy đáp án đúng nhất chính là đáp án D. Câu 4. Trong cùng một năm, ngày 26 tháng 6 là thứ tư, thì ngày 1 tháng 7 là thứ. Đáp án của câu 4 này chính là thứ hai. Bởi vì theo như chúng ta đã được học thì tháng 6 chỉ có 30 ngày thôi. Nếu như 26 là thứ tư thì 27 là thứ năm, 28 là thứ sáu, 29 là thứ bảy, 30 là chủ nhật và ngày 1 tháng 7 chính là thứ hai. Vậy đáp án C là đáp án chính xác nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ qua câu 5. Có một tờ giấy bạc lại 50.000 đồng, đổi được số tờ giấy bạc lại 5.000 đồng là. Để tính được số tờ này thì chúng ta sẽ lấy 50.000 này chia cho 5.000 thì chúng ta sẽ được là câu B, 10 tờ. Câu 6, đường kính của đường tròn tâm O dưới đây là theo như chúng ta đã được học thì bán kính của đường tròn này là OA hoặc là OB. Vậy AB chính là đường kính của đường tròn tâm O. Vậy câu D là câu trả lời chính xác nhất. Câu 7, cạnh của một hình vuông có độ dài là 8 cm, diện tích của hình vuông đó là. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ lại kiến thức là muốn tính diện tích của hình vuông ta lấy cạnh nhân với chính nó. Cạnh ở đây là 8 nhân với chính nó là 8.
8 x 8 được 64. Đơn vị của diện tích luôn luôn có mũ 2 trên đầu. Vậy câu trả lời nào có 64 cm vuông thì câu đó chính là câu trả lời chính xác nhất. Vậy ở đây câu 7 phương án trả lời đúng nhất là câu B. Các con đã theo kịp chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 8. Một cửa hàng bán xăng mỗi ngày bán được 25.784 lít xăng. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 794 lít xăng. Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít xăng là. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sửa bài này nhé. Người ta bảo rằng cửa hàng bán xăng này thì buổi sáng bán được 25.784 lít xăng. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 794 lít xăng. Vậy để tính được số lít xăng đã bán buổi chiều thì chúng ta sẽ lấy 25.784 trừ cho 794 thì chúng ta sẽ được 24.990 lít xăng. Rồi các con đã theo kịp chưa? Và người ta hỏi rằng cả hai buổi cửa hàng bán được số lít xăng là, thì chúng ta sẽ lấy số lít xăng buổi sáng bán được là 25.784 cộng với số lít xăng buổi chiều bán được là 24.990. Thì chúng ta sẽ được là 50.774 lít xăng. Vậy câu B là phương án trả lời đúng nhất. Các con nhớ sửa các bài này vào vở của mình nhé. Sau khi chúng ta đã làm xong phần trắc nghiệm thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2, phần tự luận. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bài 1, tính. Câu A, 78.474 cm vuông trừ 35.267 cm vuông. Rồi bây giờ các con hãy theo dõi vào bên đây nhé. Trong vở phần đặc tính rồi tính này các con sẽ ghi vào trong nháp của mình chứ không ghi vào bài học nha. Cô ghi vậy để các con dễ quan sát hơn. Đầu tiên 4 trừ 7. 4 không trừ được cho 7, chúng ta mượn 10. Chúng ta mượn 10. 14 trừ 7 được 7. Nhớ 1 qua đây. 6 thêm 1 là 7. Thì 7 trừ 7 bằng 0. 4 trừ 2 bằng 2. 8 trừ 5 bằng 3. 7 trừ 3 bằng 4. Vậy đáp án của 78.474 trừ 35.267 bằng 43.207. Đơn vị là cm vuông. Câu B, 1.540 km nhân 6 bằng 1.540 nhân 6 bằng 9.240. Vậy đáp án của câu B là 9.240 km. Tiếp theo chúng ta sẽ qua câu C.
22.459 g cộng 3.270 g bằng bao nhiêu? 9 cộng 0 được 9, 5 cộng 7 được 12, ghi viết 2 nhớ 1, 4 cộng 2 thêm 1 là 3, 4 cộng 2 thêm 1 bằng 7, 2 cộng 3 bằng 5, 2 cộng 0 bằng 0. Vậy đáp án ở đây đó là 25.729 g. Câu D, 67.277 hectometer chia 7. Cái tính chia này thì các con sẽ tự đặt tính rồi tính vào trong nhé, để dễ dàng hơn nhé. Đáp án của câu này đó là 9.611 hectometer. Các con đã làm đúng chưa nè? Bây giờ chúng ta sẽ qua bài 2. Bài tìm x. A 1564 chia x bằng 4. X ở đây đang là số chia. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, chia cho thương. Vậy ở đây chúng ta sẽ ghi là x bằng 1564 chia cho 4, x bằng 391. Các con đã làm đúng bài này chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua với câu B nhé. Bài này để tính dễ hơn thì chúng ta sẽ cộng hai số này lại. Rồi chúng ta sẽ ghi nha. X trừ 16.363 sẽ bằng 15.205. X bằng 6. X ở đây đóng vai trò là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Hiệu là 15.205 cộng với số trừ là 16.363. Vậy x bằng 31.568. Rồi sau khi chúng ta đã cùng nhau sửa xong bài 2 tìm x này thì chúng ta sẽ đến với bài 3. Một tấm bìa hình vuông có độ dài cạnh là 9 cm, tính chu vi và diện tích của tấm bìa đó. Để tính chu vi cho hình vuông thì chúng ta sẽ lấy cạnh nhân với 4. Còn muốn tính diện tích hình vuông thì chúng ta sẽ lấy cạnh nhân với chính nó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ ghi lời giải là chu vi của tấm bìa hình vuông đó là 9 x 4 bằng 36 cm. Diện tích của tấm bìa hình vuông đó là
9 nhân 9 bằng 81 cm vuông. Lớp số chu vi bằng 36 cm, diện tích bằng 81 cm. Rồi các con hãy chép các bài vào vở nhé. Cuối cùng chúng ta sẽ qua với bài tập ngày hôm nay. Đó là bài 4. Trường tiểu học A mua 310 hộp bánh. Mỗi hộp có 6 cái bánh. Số bánh đó được chia đều cho các bạn. Mỗi bạn được nhận 2 cái bánh. Hỏi trường tiểu học A có bao nhiêu bạn nhận được bánh? Để giải được bài toán này thì chúng ta đầu tiên phải đi tìm được số bánh mà trường tiểu học A đã mua tất cả là. Và sau đó, sau khi tìm được số bánh mà trường mua rồi thì chúng ta sẽ tính số bạn học sinh nhận được bánh là. Đầu tiên chúng ta sẽ ghi lời giải trường tiểu học A mua được tất cả số bánh là. Sẽ bằng 6 nhân 310 sẽ được 1.860 cái bánh. Lời giải thứ hai là trường tiểu học A có số bạn nhận được bánh là. Vậy chúng ta sẽ lấy số bánh này chia cho hai cái bánh mà mỗi bạn nhận được là sẽ ra được số bạn được nhận bánh. 1.860 chia cho 2 bằng 930 bạn. Đáp số là 930 bạn. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là hết. Các con về nhà hãy xem lại đề này, làm lại đề này một lần nữa, cũng như làm thêm các dạng đề mới. Cảm ơn các con hôm nay đã cùng xây dựng bài học với cô. Hẹn gặp lại các con vào buổi học tuần sau. Tạm biệt các con.